Ngươi vào đây. Con có nhớ đây là ai không? Khi con còn nhỏ, bà ấy thường chăm sóc cho con. Lúc con ra đời cũng là bú sữa của bà ấy. Bà là bà Thanh? Dạ đúng mà. Nô tỳ là Lê Thị Thanh. Đã nhiều năm như vậy mà hoàng hậu vẫn còn nhớ tới nô tỳ. Trước đây vị gia phụ mắc bệnh nên nô tỳ phải trở về chăm sóc, nhưng lòng nô tỳ vẫn nhung nhớ tới hoàng hậu khôn nguôi. Cho nên lúc nhận được lệnh của công chúa để vào cung hầu hạ hoàng hậu, nô tỳ vội vã lên đường ngay. Con gái của nhũ mẫu cũng theo vào cung? Dạ. Lúc xưa hoàng hậu còn nhỏ thường hay nô đùa cùng con gái nô tỳ. Gọi nó vào đây. Dạ. Con xin kính chào hoàng hậu và công chúa. Con là Lý Phương Thảo, con gái của nhũ mẫu ạ. Ngươi là con bé béo tròn ngày trước. Con mới vào cung, mong hoàng hậu và công chúa dạy bảo. Thảo là đứa trẻ thông minh lanh lợi, hai đứa nên bầu bạn với nhau. Ta chỉ còn mấy ngày nữa là rời cung, nên không thể sát sao sớm tối. Ta cho gọi hai ngươi là muốn các ngươi chăm lo cho hoàng hậu. Mọi việc phải tận tâm tận lực, từ việc ăn ngủ tới việc học hành. Chúng nô tỳ xin vâng mệnh. Hoàng mẫu, nếu không còn gì dạy bảo, nhi thần xin phép cáo. Khoan đã, con lại đây với ta. Dạ. Thiên Hình, là ta trước nay cứ mãi mê chuyện quyền lực mà ít quan tâm dạy bảo con, để con cứ tùy hứng vô lo vô nghĩ mà cuộc sống trong hoàng cung vốn đâu có dễ dàng. Việc làm hoàng hậu là một trọng trách nặng nề. Ta chỉ có mấy lời muốn khuyên con. Con là vợ của bệ hạ, nhưng phải nhớ không được trao hết tình cảm cho bệ hạ. Trái tim của đế vương là thứ dễ đổi thay. Con là đứa trẻ sống tình cảm, ta sợ sau này con sẽ đau lòng. Hãy nhớ kỹ lời của ta, lớn lên rồi con sẽ hiểu. Hoàng mẫu chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Con chẳng hiểu hoàng mẫu nói gì. Đã đến giờ luyện cầm, nếu về muộn hôm nay sẽ không luyện được. Được rồi, con trở về đi. Hoàng mẫu đã ban nó cho con, vậy con có thể dẫn nó theo không? Được. Ngươi đi theo ta. Dạ. Dạ. Đó, ngươi thấy cả rồi đó. Nó bất hòa với ta nên lời ta nói nó cũng chẳng thèm nghe. Tính cách của nó quá cương cường, lại cứng đầu lì lợm, chuyện gì cũng lộ hết lên nét mặt. Lỗi tại ta, giờ có hối cũng muộn rồi. Ta chỉ trông cả vào ngươi. Ngươi hãy cố dạy dỗ khuyên bảo nó, bảo cho nó biết hành xử khéo léo, biết mềm tính lại. Tấm lòng quan tâm của công chúa, hoàng hậu rồi sẽ hiểu. Nô tỳ xin nhận lời ủy thác của công chúa. Xin công chúa tin ở nô tỳ. Con gái ngươi chỉ hơn hoàng hậu mấy tháng, mà xem ra hiểu chuyện hơn hoàng hậu rất nhiều. Mong rằng hai đứa chơi với nhau sẽ học được tính tốt của nhau. Dạ, nô tỳ cũng mong như thế. Này, nhà ngươi tên là gì nhỉ? Nhắc lại ta nghe xem nào. Dạ, nô tỳ tên là Lý Phương Thảo. Phương Thảo là cỏ có hương thơm. Tên của nô tỳ được lấy ở một bài thơ phụ thân rất yêu thích. Ngươi vừa trắng vừa tròn, chả giống Thảo gì cả. Từ nay, ta sẽ gọi ngươi là Bánh Bao, nghe rõ chưa? Dạ, xin ghi nhớ. Bánh Bao.